Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên dứt hú con neo 79 anh em. Vốn nay 10 củ anh em ạ. Xem lái lời như nào thì mời anh em cùng theo dõi anh em. Mở bát, mồi tay 5 lít anh em ạ. Nổ quả mắc win à. Và phát ngon vậy. Hai củ dưới, lái được hai củ anh em ạ. Lại tiếp tục x14 nha anh em. Con game neo 79 có khuyến mại nạp đầu là 100% nha anh em. Pha này được bao nhiêu đây? Ôi, được có 4 lít đi anh em ạ. Lố. Bảy năm mươi à, khi anh em đăng ký anh em sẽ nhận được 39k. Và link đăng ký con neo 79 mình để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký. Anh em nào muốn giao lưu và bảo những cái khuyến mại đấy cũng ngon phết đi ạ. Ui pha này được bao nhiêu vậy? Ngon vậy. Làm quả x1 luôn anh em ạ. Ngon. Nổ quả cũng gọi là sắp full rồi anh em ạ. X1 có vẻ nhanh phết. X2 phát xem nào. Lại phải rực rỡ anh em ạ. Một lít. Nổ pha đấy to quá. Liệu nó có hút lại không? Quay cho đỡ mỏi tay anh em ạ. 50 lượt luôn. Hết 50 lượt này. Có lái thì nghỉ, không có lái thì quay tiếp, lên thêm một em nào. Nổ quả mắc win ơi, sai. X2 pha này. Được bao nhiêu vậy? Pha này không nổi nhưng mà. Con neo 79 mình thấy rích hú cái thần tài 6.750 với lại mắc 6.000x này ngon thì nhưng mà được của 6. Lại xuống. Ui pha này một của bảy. Xuống rồi lại phải lên. Đổ quả được 13. Hai bảy quay hú bên neo 79 thấy lên lên xuống xuống anh em ạ. Nếu mà anh em quay ấy, thấy mà lên được ấy, thì anh em chốt luôn, không tham như mình anh em ạ.
Mỗi ngày kiếm 50 củ. Ngon anh em ơi, phát x2 anh em ạ, chán đấy nhá. X10 phát được pha như thế này có vẻ ngon không? 91. Lên 25. Ui, pha này nhìn đẹp đấy. Nó cũng thẳng hàng, nếu mà thẳng hàng phát lại nổ anh em ạ. Mắc quý luôn chứ. Lại xuống à? Hai lít. Xem săn được pha nào miễn phí không? Lại xuống. Ôi, hít 50 lượt anh em ạ. X1 này anh em. Quay hai tay nó đi. Nếu mà không lên nó thì thôi. Quay 100 đi. Ba tay nữa, làm tròn 20 anh em ạ. Ôi giời, pha này. Ok anh em nhé, video của mình đến đây là kết thúc. Anh em xem thấy hay thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Còn đăng ký và nhận 39k với lại khuyến mại nạp đầu 100% thì anh em cứ việc liên hệ hỗ trợ trong game nha anh em.